Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 6 sách giáo khoa hình học 11. Đề bài số 6 của chúng ta như sau. Cho hình tứ diện ABCD gọi G là trọng tâm tam giác ABC, chứng minh DA cộng DB cộng DC bằng 3 lần DG. Như vậy với bài toán này thì ta sẽ có một phương pháp như sau thầy đưa ra. Đó là ta sẽ đi sử dụng quy tắc 3 điểm và công thức trọng tâm G của tam giác ABC đó là GA cộng GB cộng GC bằng vector 0. Đó, vector của GA g... cộng vector GB cộng vector GC bằng vector 0. Áp dụng vào bài toán này thì đầu tiên ta sẽ sử dụng quy tắc 3 điểm để ta tách DA DB DC ra thành DG cộng GA DB thì tách thành DG cộng GB. Rồi vector DC thì tách thành vector DG cộng vector GC. Như vậy thầy sẽ có 3 lần vector DG cộng với vector GA cộng vector GB cộng vector GC sẽ bằng 3 lần DG cộng với vector 0 Đúng nhỉ? Và sẽ bằng 3 lần DG Như vậy ta có điều phải chứng minh